Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các bác vào xem bếp thì cho em Hương xin một nốt like, một bình luận và một đăng ký kênh cả nhà nhé. Trưa nay em có lên hai cái chiếc bếp mặt kính viền gọi là full inox đấy ạ. Thì rất là cảm ơn mọi người, trước hai chiếc bếp đấy em đã bán hết rồi cả nhà nhé. Em Hương rất là cảm ơn mọi người. Em Hương lên gần như chiếc bếp nào thì các bác đã chốt luôn hộ em Hương rồi. Ngoài những cái dòng bếp VIP, bếp cao cấp thì nhà em cũng có những cái dòng bếp đơn giản dễ sử dụng cho tất cả mọi người các bác nhé. Buổi tối ngày hôm nay em Hương tiếp tục giới thiệu một cái mẫu bếp của Greenline. Mặt này là mặt men kim tuyến rất là đẹp, một chiếc bếp quốc dân sử dụng cho mọi gia đình luôn ạ. Ai cũng có thể sử dụng cái chiếc bếp này các bác nhé. Em Hương sẽ quay sát cái mặt cho cả nhà cùng theo dõi. Cái kiềng đây ạ, kiềng này bằng thép không gỉ cả nhà. Cái cục, cái bếp chia lửa của bếp này là bằng nhôm hợp kim các bác nhé. Bếp chia lửa bằng nhôm hợp kim đấy ạ. Lúc nãy em Hương có test nên là nó hơi có nóng. Em sẽ cầm lên cho cả nhà theo dõi nhé. Đây, bếp chia lửa bằng nhôm hợp kim đấy ạ. Đây, cái mặt men kim tuyến rất là đẹp. Cái mặt men thì cả nhà lau chùi vệ sinh nó sẽ sạch sẽ hơn là cái mặt sơn các bác nhé. Đây, tiền nào của đấy thôi. Cái bếp 2 triệu nó sẽ khác so với cái bếp 1 triệu 6. Đây, hàng bãi thì nó vô giá thôi, nhưng mà cái bếp như thế nào, tiền như thế nào thì em sẽ chia sẻ hợp lý cho cả nhà có thể chọn bếp. Em Hương sẽ test bếp cho cả nhà luôn nhá. Đây, các bác thấy lửa nó đánh rất là nhanh và rất là xanh đây. Lửa xanh như thế này thì cả nhà không có lo nó bị cháy nồi hay đen nồi đâu ạ. Đây, hai bếp, em sẽ test luôn cả hai bếp cho các bác theo dõi nhá. Đây, cần gạt lửa to nhỏ cả nhà nhá. Cần gạt lửa to nhỏ đây ạ. Cần gạt lửa to nhỏ đây nhá. Đây ạ. Khi mình đây em gạt về nhỏ rồi thì các bác nhìn như là không có, nếu mà để ở hơi xa thì nhìn như là không có bật bếp đấy, nhưng mà bếp em vẫn đã bật đi này. Thì đây sẽ gạt to lên cả nhà nhé. Đấy, đấy ạ, một chiếc bếp men kim tuyến rất là đẹp. Ở cái chỗ này nó cũng có hơi chảy xước một chút xíu thì nhà em có chấm lại rồi, chấm lại nhưng mà nhìn nó vẫn rất là đẹp, không có ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của bếp các bác nhé. Đấy, cái diền này nó trong quá trình vận chuyển thì nó có bị xước nhưng mà có chấm lại. Chiếc bếp này thì sản xuất tháng 4 2014 cả nhà nhé. Tháng 4 2014. Rồi em sẽ test cái tính năng là gió thổi tắt bếp của chiếc bếp này cho các bác theo dõi ạ. Rồi hiện tại em Hương đang test cái tính năng là gió thổi tắt bếp của bên bếp trái và bếp phải. Thì sau khi tắt bếp khoảng tầm 10 đến 15 giây thì bếp nó sẽ tự động khóa ga cả nhà nhé. Bếp sẽ tự động khóa ga. Một chiếc bếp rất là an toàn. Những gia đình mà có người già trẻ nhỏ này, hoặc là phụ nữ sau sinh hay quên ấy, thì mình sẽ không có lo đến cái việc là mình bị cháy nồi đâu. Kể cả không sau sinh thì bình thường thi thoảng mình vẫn cứ hay quên. Rồi. Em Hương sẽ test luôn cái tính năng cho các bác theo dõi nhé. Đây ạ, đã khóa ga rồi đây, đã khóa ga các bác nhé. Đối với chiếc bếp này thì nó không có âm thanh báo hiệu, nhưng mà tùy bếp thì có bếp sẽ là đèn báo đèn, có bếp sẽ báo âm thanh và có bếp thì sẽ báo là cả đèn cả âm thanh. Đấy, em sẽ tắt bếp đi, em sẽ bật lại cả nhà nhé. Lửa nó đánh rất là nhanh và rất là xanh luôn đây ạ. Bếp sẽ tự động tắt bếp khóa ga trong 3 trường hợp. Thứ nhất là gió thổi tắt bếp, thứ hai là nước trào tắt bếp và thứ ba là cạn nước tắt bếp. Thì video này em Hương chỉ test cái tính năng là gió thổi tắt bếp thôi. Còn tính năng là cạn nước và nước trào thì em Hương bao cho cả nhà luôn nhá. Không may mình kho cá, kho thịt này, hoặc là mình nấu canh cua, nấu canh trứng nó có bị trào ra ấy, thì cũng sẽ tự động tắt bếp và khóa ga luôn. Một chiếc bếp rất là tuyệt vời. Đây ạ. Đây là khay nướng và vị nướng cả nhà nhá. Khay nướng và vị nướng còn rất là mới. Hàng bãi thì tất nhiên nó không có được 100% như hàng mới đâu, nhưng mà hàng bên nhà em Hương thì cũng phải trên 85% các bác nhé. Phía trong đây là khay nướng, phía trong đây là lò nướng đấy ạ. Sau khi nhận bếp về thì nhà em đã vệ sinh rất là sạch sẽ rồi đây. Vệ sinh rất là sạch sẽ. Phía dưới đây cũng đã lắp lưới chống chuột cho các bác rồi nhé. Về nhà các bác chỉ cần lắp ga vào và sử dụng thôi ạ. Không có cần phải làm thêm cái thao tác gì nữa đâu. Cái chiếc bếp này có khóa cho em cả nhà nhé. Đây, khóa trẻ em đây, sau khi mình sử dụng mình khóa nó lại thì con nhà mình sẽ không có nghịch được. Đây, rất là nhiều tiện ích ở trong chiếc bếp này. Chiếc bếp này thì nhà em Hương bán với giá là 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Các bác không có lo cái việc mua hàng online đâu nhá. Hôm trước em cũng có một cái bếp bị lỗi của anh Nguyễn Quốc Trưởng ở ngoài Thái Bình. Thì sau khi nhận bếp về kiểm tra bếp thì em cũng đã có gửi lại cho anh rồi.
không có ai dám đảm bảo là hàng nhà mình không có bao giờ bị lỗi. Hàng mới nó còn bị lỗi chứ huống gì là hàng bãi, đúng không các bác? Nhưng mà nhà em sẽ cố gắng hỗ trợ tất cả các anh chị hết mức có thể cả nhà nhá. Không có ai mong muốn cái lỗi nó xảy ra cả, nhưng mà một nghìn chiếc thì nó cũng bị một hai chiếc, nên là cả nhà thông cảm ạ. Hình thức thanh toán thì bên em có cọc cả nhà nhá. Cọc và giúp em 200-300 ngàn để em lấy chi phí vận chuyển ạ. Khi mà nhận bếp về, các bác kiểm tra bếp, đúng bếp em Hương lên video, đúng bếp em Hương gửi hình ảnh thì các bác thanh toán, không thì em sẽ gửi lại cọc cho các bác và đền cho các bác gấp 5 lần cả nhà nhá. Các bác không có lo là mình đặt cọc xong rồi shop trốn đi đâu đâu, không có chuyện đấy cả nhà. Đây, em còn làm ăn lâu dài, còn muốn bán nhiều bếp. Rất là nhiều khách hàng đã quay lại mua lại lần 2, lần 3, thậm chí có những khách mua rất là nhiều sản phẩm các bác ạ, nồi cơm điện này, rồi bếp, rồi các cái mặt hàng bên em. Em Hương chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Đấy ạ, chiếc bếp này em bán với giá 2 triệu cả nhà nhá. 2 triệu bao ship, đã có lưới chống chuột và tặng các bác một đôi pin để các bác về để có pin để sử dụng luôn ạ. Rồi, em Hương cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.